Ở vòng thi này, các bạn sẽ nấu một món Việt tùy ý theo phong cách của các bạn. Đó là món Việt Fusion. Hôm nay sau khi ra đề thì tôi lại nghĩ tới một món ăn Việt Nam. Và tôi làm hai món gỏi, đó là gỏi ngó sen tôm thịt và gỏi gà luộc với trộn với bắp chuối cây bào, dùng chung với lại bánh phồng tôm rồi nước mắm chua ngọt. Hôm nay lẽ ra tôi định làm ba món gỏi, đó là còn một món gỏi xoài tôm khô. Thì tôi rang tôm khô lên và một tay thì cầm một cái chảo để rang đậu phộng, tay thì cầm chảo tôm khô và cứ hai tay xốc chảo. Thì tôi không biết hình ảnh của tôi lúc đó như thế nào nữa, nhưng mà vì để kịp thời gian tôi phải làm cực lực như thế. Nhưng mà cuối cùng cái món gỏi xoài tôm khô vẫn không kịp, bởi vì tôi vẫn chưa kịp bập xoài. Khi bắt cái chảo dầu lên khi hành tím để mà rắc lên gỏi thì tôi đã để cái chảo dầu đó và để bánh phồng tôm vô luôn. Thì cái nhiệt độ nó quá nóng và tôi trở tay không kịp, cho nên là bánh phồng tôm hơi bị vàng một chút, đậu phộng thì cũng hơi đậm màu. Tôi thấy rằng tôi hơi luống cuống ở những cái giây phút cuối, tôi không còn giữ được cái phong độ như lúc đầu. Hôm nay khi mà nấu xong thì tôi nấu một chén đường để chế nước mắm, sau đó bắt lên bếp cho nó sôi lên để tan đường, rồi tôi bắt vào trong đấy ba trái chanh và tôi cho tỏi và nửa trái ớt đã lấy hạt vào xay cùng. Thì tôi nêm nếm thấy rất là vừa với khẩu vị. Tôi có cho thêm một xíu tương ớt để tạo cái độ sánh cho cái nước mắm trộn gỏi. Lúc đấy chỉ còn khoảng 5 phút để trang trí thì tôi không kịp làm thêm một cái món gỏi nữa. Mặc dù chỉ còn có việc bằm xoài thôi, là bởi vì tôm tôi đã rang khô rồi. Thì khi đó tôi thấy rằng tôi đã không làm tốt được cái phần việc của mình đề ra, và đó là một cái điều tôi dây dứt mãi. Sự kết hợp nguyên liệu của chị ở đây thì rất tốt, làm cho cái món ăn nó rất là tươi, cảm thấy nó có cái độ thanh. Về màu sắc thì món ăn rất đẹp mắt. Về vị thì đúng là món ăn của chị rất Việt Nam, cái hồn Việt Nam nó quá rõ. Cách chị trộn gỏi tốt ở chỗ là nó, các loại rau nó rất là giòn, nó thấm cái gia vị. Cảm ơn chị. Mời quý vị và các bạn đón xem tập 15 Vua Đầu Bếp Việt Nam phát sóng 20 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2014 và các tập đồng hành cùng Vua Đầu Bếp Việt Nam phát sóng 13 giờ 55 phút hàng ngày trên VTV3.